pháp không quên mất tức là bản tánh không bản tánh không tức là pháp không quên mất tánh luôn luôn xả tức là bản tánh không bản tánh không tức là tánh luôn luôn xả chí nhất thiết tức là bản tánh không, bản tánh không tức là trí nhất thiết, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng tức là bản tánh không, bản tánh không tức là trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, quả dự lưu tức là bản tánh không, bản tánh không tức là quả dự lưu, quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác tức là bản tánh không, bản tánh không tức là quả nhất lai bất hoàn a à la hán quả vị độc giác tất cả hạnh đại Bồ Tát tức là bản tánh không, bản tánh không tức là tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật tức là bản tánh không, bản tánh không tức là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Phật dạy, này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các đại Bồ Tát rất là hy hữu, tuy hành tất cả Pháp đều bản tánh không, nhưng đối với bản tánh không, không hề hoại mất. Này thiện hiện sắc chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác sắc, sắc tức là bản tánh không, bản tánh không tức là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tức là bản tánh không, bản tánh không tức là thọ tưởng hành thức. Này thiện hiện nhãn xứ chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhãn xứ, nhãn xứ tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhãn xứ. Nhĩ tị thể thân ý Ý xứ chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tức là bản tánh không, bản tánh không tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ này thiện hiện sắc xứ chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác sắc xứ sắc xứ tức là bản tánh không bản tánh không tức là sắc xứ thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác thanh hương vị xúc pháp xứ thanh hương vị xúc pháp xứ tức là bản tánh không bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp xứ này thiện hiện nhãn giới chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhãn giới nhãn giới tức là bản tánh không bản tánh tánh không tức là nhãn giới nhĩ tĩ thể thân ý giới chẳng khác bản tánh không bản tánh không chẳng khác nhĩ tĩ thể thân ý giới nhĩ tĩ thể thân ý giới tức là bản tánh không bản tánh không tức là nhĩ tĩ thể thân ý giới này thiện hiện, sắc giới chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác sắc giới, sắc giới tức là bản tánh không, bản tánh không tức là sắc giới. Thanh hương vị xúc pháp giới chẳng khác bản tánh không, bản tánh không chẳng khác thanh hương vị xúc pháp giới, thanh hương vị xúc pháp giới tức là bản tánh không, bản tánh không tức là thanh hương vị xúc pháp giới.